Lão già khốn khiếp, năm xưa người đã đánh bại sư phụ của ta, xúc vô chiến giấy của ổng bây giờ liệt một bên, cây láp bây giờ chỉ có đái chứ không làm được gì hết. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ rửa mối nhục kia. Nhóc ác, thích thì bá cho đây mà nốc. Được. Thằng điên, lúc này còn mà đã uống rượu nữa. Trời, đồ uống má vậy nè còn chơi tí quyền nữa hả? Ba cái vỏ thất lạc từ lâu rồi, chỉ là dạng gùi mũi thôi. Tiếp chiêu. Đâu có lâu mà. Má đéo ngờ, tí quyền uống rượu vô đánh ghê thiệt, hay do mình già, sức khỏe đã yếu, ta phải nhận thua thôi. Lão già kia, ngươi đã phục chưa? Lão phu xin thua. Sư phụ. Ngày thứ hai. Lão già khốn khiếp, năm xưa người ta đánh. Ê, hôm qua Quýnh gọi nghe, đụng má hôm qua tao nhận thua rõ ràng nghe. Xạo chó, hôm qua Quýnh rồi nào? Hôm qua đang nói chuyện tôi về tôi ngủ rồi biết đâu. Chết mẹ chứ này nữa rồi. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Mày thấy tao già rồi mày ăn hiếp hoài phải không mày? Ê, ây da, lão già khốn khiếp, ngày hôm nay người đã phục chưa? Dạ bye ba, con thua rồi bye. Đủ má Quýnh hoài. Con đã trả thù được rồi sư phụ ơi. Ngày thứ ba. Lão già khốn khiếp, năm xưa người đã đánh bại sư phụ của ta. Trời ơi, đủ mẹ mày ra mày nhậu mày Quýnh nó hoài rồi. Đủ tao thua rồi. Nói láo. Vậy thôi bữa nay mày đừng uống rượu đi, rồi mày muốn đấu sao cũng được chứ. Đủ. Không được, nhỏ thì phải uống rượu mới được. Nhưng mà mày uống vô đủ mày không nhớ cặt cho mày Quýnh nó hoài. Đủ má Quýnh mặt như cái lồn như thế không. Tao thua rồi, mày tha tao đi. Ông bớt diễn đi. Đụng má Quýnh hoài vậy, đụng chó đẻ. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình nha. Thì các bạn nào có chơi game như là xem bóng đá trực tiếp đá gà, hoặc là sổ số miền Nam, miền Bắc, lô miền gì đó, thì cứ tải QH88. Thông tin chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số cái Telegram mình có ghi trên màn hình đó. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye.